Tờ Wall Street Journal dẫn báo cáo tóm tắt của các quan chức Mỹ về hoạt động của quân đội Israel IDF cho biết IDF bắt đầu bơm nước biển vào hệ thống đường hầm dưới lòng đất của Hamas ở Gaza. Ngày 12 tháng 12 theo giờ Mỹ, khi được hỏi về báo cáo cho rằng Israel đang bơm nước biển vào khu vực phức hợp đường hầm Gaza của Hamas, Tổng thống Mỹ Joe Biden không trả lời trực tiếp mà chỉ khẳng định không có con tin trong các khu vực mục tiêu tấn công. Bộ Quốc phòng Israel từ chối bình luận và cho biết đang xác minh thông tin. IDF được cho là đã chế tạo năm máy bơm để làm ngập hệ thống đường hầm nơi các chiến binh hamas đang ẩn náu và bắt giữ con tin trong nhiều năm qua lực lượng hamas đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dày đặc ở giải gaza hệ thống đường hầm dày đặc và rộng đến mức lực lượng israel mô tả là thành phố dưới lòng đất tạo điều kiện cho lực lượng hamas kết nối với nhau và di chuyển an toàn mà không bị phát hiện Hôm 8 tháng 12, ông Dmitry Polyansky, phó đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc, chỉ trích phương án bơm nước biển làm ngập địa đạo Hamas là tội ác chiến tranh khi có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt ở giải Gaza.